tầng qua. Ở đây là bạn ở trên tầng này là có bao nhiêu sinh viên? Ở tầng này là tổng cộng khoảng 5 người. Bốc 5 cái. Đấy, gian đầm được cái nào thì ăn cái đấy. Gian đầm được đến 3 chỉ. Đấy, bây giờ bác sĩ họ đi. Đây cũng là cái nhà mình nhé. Anh em nào chơi game thì qua tầng 2 tòa nhà 91 tiến triển nhá. Có một cái thôi. Anh em khác nữa. Cho ông này chọn. Đi. Còn cái to. To có tù mù à? Đúng rồi, tù mù. Ok nhá, ủa ơi, cảm ơn giám đốc của. Giá bán thế. Anh em nhận quà nhá. Lâu các em. Ê, ở tầng này là tầng kho nhà mình nhá. Đấy thì mình còn một kho to hơn của Nguyễn Trực nữa. Đấy thì năm nay công ty không tặng tiền mặt mà tặng bằng vật phẩm. Đấy thì ở đây là những vàng là từ 1 đến 3 cây. Đấy thì cho các em bóc dần dần. Đấy thì tôi chúc các em là năm nay lấy được chồng. Chị nhà thư. Lấy một cái thôi. Lấy bao nhiêu rồi? Này. Rồi. Rồi, okay. Rồi, em cảm ơn. Chúc em gái nhé. Ăn Tết vui vẻ nhé. Vâng, em cảm ơn anh ạ. Rồi, anh đi đây. À, có anh Ngọc. Anh Ngọc đâu? À, em bóc cho anh Ngọc đi. Vâng, để em bóc cho anh Ngọc. Có gì đưa anh Ngọc anh nhé. Vâng, vâng. Đi.